Những cái căn bản mình nên nhớ nha. Mình xuống đây mình mượn xác phàm để mình học, học xong cái bài học đói khổ ấm lạnh của xác phàm, yêu đương gia đình con cái nghiệp, rồi để mình giữ chân thiện mỹ mình đi về trời với cha mẹ. Đó là mục đích chính của chúng ta. Còn nếu mà mình cứ nghĩ cung phụng xác phàm hay lo làm giàu làm có gì dưới này á, lo phe lo phái là không đúng, là sai. Phải hy sinh tất cả cho người xung quanh, cho nhân loại, cho quốc gia của mình thì là đúng. Cho nên khi mình khởi tâm sân á thì mình chết, thứ nhất mình sẽ là ngạo, sẽ là súc sanh. Mình khởi tâm ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét người khác thì mình sẽ là ngạo quỷ. Mình còn nếu mà người hiền mà không có khởi tâm hiền thôi, hiền lành đó, thì người trở thành người. Còn nếu mình khởi tâm giống như phụ vừa mới nói, mình biết lo nhiều người á, mình thành Bồ Tát, thành Thánh, mình được về. Tại vì mình đã pass qua cái bài thi. Cái bài thi này thấy nó rất là dễ, nhưng mà đâu có dễ đâu. Không phải đơn giản mà dễ. Tại vì cái tâm tánh nó nằm trong cái trong cái trí não của mình á. Mình muốn thay đổi cái đó, mình phải nhất trí và phải có ý chí kiên cường.